chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 5 tháng 3 năm 2015. Phần đầu chương trình sẽ có những nội dung chính như sau. Sôi nổi các hoạt động hội trại tổng quân tại các huyện thị xã giao quân đợt 1 năm 2015. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2010-2015. Tin trong nước, Phó Chủ tịch nước gặp mặt nữ doanh nhân. Diện lúa đồng bằng sông Cửu Long hội thảo đánh giá trình diễn giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các huyện Bình Tân, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh đồng loạt tổ chức hội trại tổng quân tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình Vĩnh Long về không khí hội trại tại các huyện thị giao quân đợt này. Trước hết, mời phóng viên Trâm Anh phản ánh không khí hội trại diễn ra tại thị xã Bình Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm hôm nay thì trên 200 đoàn viên thanh niên cùng 105 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của thị xã Bình Minh đã tập trung về sân vận động thị xã Bình Minh để dựng trại và trang trí trại tham gia ngày hội tổng quân. Tại đây thì các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và các đoàn viên thanh niên được giao lưu tham gia nhiều trò chơi vui tươi, tạo nên không khí sôi nổi phấn khởi trong ngày hội trại tổng quân. Hội trại tổng quân năm nay, thị xã Bình Minh có 11 tiểu trại, trong đó có 8 tiểu trại của phường, xã và 2 tiểu trại của khối trường học. Ngoài tổ chức các trò chơi dân gian vui nhộn, mang tính giáo dục cao, tạo sự phấn khởi cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đoàn viên thanh niên, các xã phường của thị xã cũng đã tổ chức đoàn đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ, nhất là các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Tâm trạng em là rất là vui, phấn khởi thì hôm nay là được chơi nhiều trò chơi, được đi thăm gia đình chính sách và được sự vận động của đảng ủy và chính quyền địa phương. Em sẵn sàng hăng hái lên đường nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc. Mặc dù em là đang làm việc và công tác nhưng mà khi được lệnh gọi thì em cũng sẵn sàng để phục vụ bảo vệ tổ quốc. Em hứa là sẽ cố gắng phấn đấu, ra sức học tập và rèn luyện để trở thành người chiến sĩ tốt và trong thời gian tại ngũ là sẽ trở thành một người xuất sắc ạ. Trong đợt này, thị xã Bình Minh có 105 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác chuẩn bị nên số lượng và chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thị xã Bình Minh đạt yêu cầu. Để động viên thanh niên an tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, thị xã Bình Minh đã vận động hỗ trợ mỗi thanh niên trúng tuyển một sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng, đồng thời gắn báo lệnh với hợp mặt gia đình của thanh niên trúng tuyển, thực hiện phương châm liên quan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện. Năm nay thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã cũng quan tâm đến cái công tác tổ chức cho hội trại tổng quân. Do vậy thì đến thời điểm này nói chung là về công tác tổ chức cho hội trại tổng quân cũng đã đạt kết quả cao. Cái thứ hai thì nét tạo ra được cái không khí là vui tươi phấn khởi, cũng tạo được cái tình đoàn kết giữa là gia đình, thanh niên cũng như bà con hàng xóm. Cái nét mới thứ hai thì trong cái công tác tuyển chọn năm nay thì về cái chất lượng thì nó có được nâng lên, trong đó nổi bật là về cái chất lượng chuyên môn kỹ thuật cho các thanh niên lên đường nhập ngũ thì nó được nâng lên. Về chất lượng đảng viên thì nó cũng được nâng lên so với năm rồi. Năm nay tổ chức ở thị xã, do vậy thì về mọi cái tổ chức thì cũng đã phối hợp chặt chẽ. Và đến thời buổi này thì thời điểm này cũng đã tổ chức tương đối là tốt. Với cái tinh thần và cái công tác kiểm tra rồi công tác tổ chức chuẩn bị khẩn trương và với tinh thần của các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ thì thị xã Bình Minh sẽ quyết tâm giao quân vừa đạt chất lượng và số lượng theo chỉ tiêu của trên giao. Thưa quý vị và các bạn, tối nay những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đoàn viên thanh niên của thị xã Bình Minh sẽ cùng tham gia đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ và sáng mai thì lễ giao nhận quân sẽ diễn ra tại quảng trường thị xã Bình Minh. Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày hôm nay, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại 17 xã thị trấn của huyện Tam Bình đã tập trung về huyện để tham gia các hoạt động hội trại tổng quân. Sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình Vĩnh Long tại huyện Tam Bình.
Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Bình trong buổi sáng nay song song với các hoạt động tiễn. Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Bình trong buổi sáng nay song song với các hoạt động tiễn đưa tại các xã thị trấn thì tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, đoàn thanh niên của huyện Tam Bình đã tổ chức dựng trại. Tại đây thì các hoạt động hội trại đã diễn ra rất sôi nổi, tạo không khí là vui tươi phấn khởi cho thanh niên để hăng hái lên đường nhập ngũ. Thưa quý vị các bạn, chiều nay thì các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đã được tham gia các trò chơi dân gian rất là vui nhộn. Sau đây thì mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ một thanh niên để nghe cảm nhận của đồng chí này về các hoạt động trong cái hội trại chiều nay. Các trò chơi hội trại chiều nay rất là vui tươi và bổ ích để giúp cho tụi em an tâm lên đường. Thưa đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thì đồng chí trực tiếp theo dõi các hoạt động hội trại tại huyện Tam Bình, thì xin đồng chí cho khán giả được biết là cái đánh giá bước đầu của đồng chí về các cái hoạt động hội trại tại huyện. Về cái hình thức các hội trại thì nói chung là các đồng chí coi như là trang trí các hội trại coi như là về kích cỡ này nọ thì nói chung là đều thống nhất, mà cả màu sắc nữa. Còn về nội dung thì đấy là trong các cái nội dung hoạt động thì nó đều là phong phú, đều các cái nội dung thì nó có cái tính giáo dục rất cao, giáo dục về cái truyền thống quê hương, giáo dục về cái biển đảo và những cái tấm gương những anh hùng là liệt sĩ, để làm sao cho giáo dục cái cho đối với thanh niên nhận thức ban đầu để cho trước khi đi lên đường nhập ngũ. Và các cái hoạt động trò chơi nhân gian thì nói chung là rất là phong phú. Tối nay tại sân khấu này cũng sẽ diễn ra chương trình giao lưu thắp sáng ước mơ người chiến sĩ. Đây là hoạt động đầu tiên được tổ chức trong hội trại tổng quân tại huyện Tam Bình. Trong chương trình này, tất cả trại sinh sẽ được tham dự và nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy quân sự, thanh niên trúng tuyển và gia đình cùng thanh niên mới xuất ngũ trở về địa phương trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ tình cảm, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này thì 188 thanh niên của huyện Tam Bình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 đã có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự huyện. Mọi công tác chuẩn bị cho cái lễ giao nhận quân vào sáng ngày mai thì đã được huyện Tam Bình chuẩn bị hoàn tất. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các huyện thị tuyển quân đợt 1 năm 2015, hôm nay Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Tân tổ chức hội trại tổng quân với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo nên khí thế vui tươi phấn khởi cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Ghi nhận của công tác viên truyền hình Vĩnh Long tại huyện Bình Tân. Ngay từ sáng sớm, đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên học sinh các trường trung học phổ thông trong huyện đã có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự huyện để tham gia hội thi dựng trại, giao lưu sinh hoạt giữa các trại viên, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thắt chặt tình đoàn kết giữa các bạn trẻ đến từ các đơn vị. Hội trại đã thu hút gần 300 đoàn viên thanh niên học sinh của 11 xã và 122 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia. Hôm nay tham gia hội trại tổng quân thì cũng thấy mệt, nhưng mà bên cạnh đó thì cảm thấy rất là vui vì đã góp phần tạo thêm bầu không khí vui tươi cho các anh trước khi lên đường tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Sau phần khai mạc hội trại, các bạn đoàn viên thanh niên học sinh tham gia các trò chơi dân gian. Riêng chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ hái qua dân chủ và hoạt động đốt lửa trại sẽ diễn ra từ 18:45 đến 21:30 tối nay. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Hôm nay thì được tham gia hội trại tổng quân thì em rất là vui, rất là phấn khởi. Và qua đó thì em cũng có thêm tinh thần hăng say để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Khi tham gia hội trại tổng quân năm nay, em thấy các trò chơi được diễn ra đầy vui tươi và phấn khởi, tạo nên sự đoàn kết giữa các tân binh. Qua đó giúp cho các thanh niên của huyện Bình Tân hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự. Những hoạt động ý nghĩa thiết thực tại hội trại tổng quân đã thực sự để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn trẻ. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp các em hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Cũng trong ngày hôm nay, tại sân vận động huyện Vũng Liêm, hội trại tổng quân đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với sự tham gia của 195 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2015 và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể trong huyện Vũng Liêm. Sau khi khai mạc hội trại, các trại sinh tham gia các hoạt động như thi dựng lều và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên các thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ. Tối nay sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm với chủ đề thắp sáng ước mơ người chiến sĩ và đốt lửa trại.
Trước đó, huyện ủy Vũng Liêm đã tổ chức lễ trao quyết định phân công nhiệm vụ cho 10 đảng viên nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Tại buổi lễ trao quyết định, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư huyện ủy Vũng Liêm dặn dò các đảng viên tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để đồng đội noi theo. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, các hoạt động hội trại diễn ra sôi nổi, an toàn, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đã đi kiểm tra công tác tổ chức các hoạt động hội trại tại 4 huyện thị xã giao quân đợt 1. Năm nay, nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham mưu tích cực của cơ quan quân sự các cấp, nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, các hoạt động hội trại tổng quân được tổ chức tập trung tại các huyện đã tiếp tục phát huy kết quả tích cực. Lần đầu tiên có thể nói là tổ chức rất tập trung, rất thống nhất, nghĩa là thống nhất từng cái hội trại, rồi nội dung rất phong phú, đa dạng, nghĩa là lấy cái truyền thống của địa phương để gắn vào cái hình ảnh để hội trại, thể hiện là vừa là hình ảnh vừa là giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nó có cái ý nghĩa rất lớn, vừa là cổ động cho thanh niên lên đường và vừa là giáo dục cho những người ở lại, thấy được cái trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong cái điều kiện mới ngày nay. Cái khí thế thanh niên trong 600 đồng chí là rất phấn khởi, nghe thanh niên sẵn sàng lên đường. Như vậy còn giờ khắc cuối cùng trong đêm nay và đúng 7 giờ sáng ngày mai là thanh niên Vĩnh Long sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đến thời điểm này, các huyện Tam Bình, Bình Tân, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra vào sáng ngày mai 6 tháng 3 năm 2015. Xin được chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1975 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2010-2015. Đến dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đi vào cuộc sống, trở thành nguồn động lực giúp chị em có điều kiện phát huy tài năng, đức tính cần cù chịu khó, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thông qua phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có trên 125.000 chị đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến, trong đó có hơn 24.700 chị được công nhận danh hiệu phụ nữ xuất sắc. Phong trào thi đua phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp to lớn của chị em phụ nữ thông qua các hoạt động phong trào thi đua trong 5 năm qua. Ông cũng đề nghị các cấp hội phụ nữ cần chú trọng nhiều hơn nữa trong công tác thi đua, làm cho thi đua trở thành ý thức tự giác thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Phong trào thi đua phải tạo được sự lan tỏa bằng hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Bác Hồ. Do đó, phải quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, cùng với học tập lẫn nhau, đồng thời phải quan tâm đến việc công việc hàng ngày, trước hết là về kỹ năng làm việc, năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác. Mặt khác, phải xem trọng công tác dân vận khéo ở từng đơn vị vị trí công tác của mỗi người. Phong trào thi đua phải hướng về cơ sở, hướng vào nhiệm vụ xây dựng tổ hội trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.
Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành, ngày 16 tháng 2 năm 1995, ngày 16 tháng 2 năm 2015 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, số đơn vị sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh. Riêng năm 2014, toàn tỉnh có trên 642.600 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng trên 624.800 người so với năm 1995. Chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hàng trăm ngàn đối tượng với số tiền trên 2.380 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ chính sách được cải tiến, rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành cho đối tượng. Sau khi tiếp nhận quản lý bảo hiểm y tế từ năm 2003 đến nay, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Sở Y tế triển khai mạng lưới khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công trong tỉnh và đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trên 18 triệu lượt người với số tiền 1.958 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng thời lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân, tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý theo pháp luật các đơn vị doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp với ngành y tế cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định của nhà nước. Dịp này có 3 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất và hạng ba. Thưa quý vị và các bạn, lúc 7 giờ 30 phút tối nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 13 năm 2015 với chủ đề Biển đảo Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới. Đến giờ này, các công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Nơi đây lát nữa sẽ diễn ra chương trình Ngày thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 13 năm 2015. Và đứng ngay cạnh tôi là nhà thơ An Phương. Chào ông có thể cho biết cái công tác chuẩn bị cho cái chương trình này đã được hoàn tất như thế nào và ở Ngày thơ năm nay thì có những nét mới gì ạ? Đến giờ này thì coi như là cái chương trình Ngày thơ đã được chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Từ cái khâu chạy chương trình cũng như là cái sân khấu rồi các cái hoạt động liên quan đến ngày thơ coi như đã chuẩn bị cơ bản. Năm nay ngày thơ thì nó có mấy cái nét mới. Cái mới thứ nhất là về mặt chủ đề thì theo chỉ đạo của Hội Nhà văn Việt Nam thì chúng ta có cái chủ đề là biển đảo và tổ quốc, nhưng mà đối với tỉnh chúng ta đó, thì chúng ta có bổ sung thêm một cái đề tài, một cái chủ đề nữa, tức là cái chủ đề về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Vĩnh Long chúng ta. Cái thứ hai là cái hoạt động của xung quanh các cái hoạt động của ngày thơ năm nay thì chúng ta có cái hoạt động triển lãm tranh ảnh về chủ đề xây dựng nông thôn mới cũng như biển đảo, rồi cái hoạt động triển lãm của sách của thư viện Vĩnh Long, và đồng thời là có cái triển lãm cũng như là viết thư pháp của các cái họa sĩ của tỉnh nhà chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như nhà thơ An Phương vừa nêu với những nét mới và những chủ đề như vậy, tin rằng Ngày thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Thông tin về chi tiết về cái hoạt động này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong chương trình thời sự sau ạ. Phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu nữ doanh nhân tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, phụ nữ Việt Nam đang thực hiện tốt danh hiệu Bác Hồ đã tặng, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, phụ nữ Việt Nam với truyền thống từ hàng đời nay luôn chắc chiêu, tiết kiệm, sáng tạo, giỏi giang, dám nghĩ, dám làm, đã tạo nên những doanh nhân nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà trong giai đoạn mới, nêu lên những thách thức của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ hội nhập. Phó Chủ tịch nước lưu ý các nữ doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân trẻ cần giữ được lý trí về triết lý, văn hóa của Việt Nam trong kinh doanh, chú trọng trau dồi ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn về ngành nghề, năng lực quản trị, điều hành, nâng cao khả năng giao tiếp, khả năng ứng xử, phát triển kinh doanh phải đi liền với giữ gìn hạnh phúc gia đình, dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình. Phó Chủ tịch nước chúc các nữ doanh nhân hạnh phúc, thành đạt, đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong thời kỳ hội nhập.
phát huy đầy đủ bản chất của phụ nữ Việt Nam, chắc chiêu, kiên cường, nhân ái, nhân hậu. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa kiến nghị chính phủ cho phép thí điểm việc tịch thu phương tiện nếu vi phạm nghiêm trọng về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Theo đề xuất trên, các trường hợp lái ô tô vi phạm quy định nồng độ cồn sẽ bị phạt theo các mức nặng từ 8 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 6 tháng đến 12 tháng. Đối với các trường hợp điều khiển mô tô xe gắn máy, kể cả xe máy điện vi phạm quy định nồng độ cồn cũng sẽ bị xử phạt nghiêm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng và tịch thu phương tiện đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn trên 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, đồng thời phải thi lại nội dung về luật giao thông đường bộ trước khi cấp lại giấy phép lái xe. Sáng nay, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức hội thảo đánh giá trình diện giống lúa mới vụ đông xuân 2014-2015. Trong vụ này, viện đã thực hiện trình diễn 23 loại giống lúa mới bằng phương pháp cấy và xạ hàng trên diện tích khoảng 1 hectare. Qua kết quả kiểm định đánh giá trình diễn, hầu hết các giống lúa trên đều đạt yêu cầu, trong đó có 6 giống lúa được nông dân đánh giá cao và chọn để sản xuất đại trà trong thời gian tới, gồm giống OM137, OM107, OM178, OM189, OM225 và OM342. Đây là các giống cho năng suất cao, chất lượng hạt lúa đồng đều, ít nhiễm sâu bệnh và dịch hại. Đặc biệt năng suất lúa đạt hơn 7,5 tấn trên 1 hectare. Việc tổ chức đánh giá kết quả nhân giống lúa tại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm giúp cho nông dân chọn những giống lúa chất lượng cao để sản xuất, thay thế những giống lúa cũ, góp phần nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long là các tin tức thế giới với những nội dung chính như sau. Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 12. Một năm sau khi chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn, Thủ tướng Australia hôm nay khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đưa câu trả lời cho vụ việc. Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 12, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang. Đây là sự kiện chính trị được tổ chức thường niên nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn của Trung Quốc như dự toán ngân sách, mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh, nhiều lãnh đạo cấp cao khác và 2.932 đại biểu quốc hội, đại diện đoàn ngoại giao cùng hơn 3.000 phóng viên trong nước và nước ngoài cũng đến dự và đưa tin. Tại kỳ họp lần này, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2015 là nội dung được quan tâm nhất. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, trong năm nay Trung Quốc chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7%, mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Theo ông, mục tiêu này đã được tính toán kỹ trong bối cảnh động lực tăng trưởng kinh tế suy giảm. Về vấn đề môi trường, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống người dân, do đó việc thực thi pháp luật về môi trường sẽ được siết chặt trong năm nay. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng thông báo tăng 10,1% ngân sách quốc phòng trong năm 2015, thấp hơn so với mức tăng 12,2% của năm 2014. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 3 tới. Hôm nay, Australia đã đề xuất trao đổi tù nhân với Indonesia để cứu hai công dân Australia bị chính quyền Jakarta tuyên án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Hai đối tượng này gồm Andrew Chan và Mukriran Sukumaran đã bị kết án tử hình vào năm 2006. Theo thông tin mới nhất, đề xuất trên đã bị phía Indonesia bác bỏ. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC của Australia, Ngoại trưởng nước này bà Julie Bishop cho biết bà đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi về đề xuất nói trên, và ông Marsudi đã đồng ý trình lên Tổng thống Joko Widodo xem xét. Trong một tờ báo của Australia, một thỏa thuận quán đổi tù nhân có thể liên quan đến ba người Indonesia hiện đang ngồi tù tại Australia vì buôn lậu ma túy năm 1998. Tuy nhiên, kênh truyền hình Metro TV của Indonesia chiều nay đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abdurrahman Mohamad Fassi cho biết, chính phủ Indonesia đã bác bỏ đề xuất của Australia. Hôm qua, chính quyền Jakarta đã chuyển hai tử tù Andrew Chan và Miuran Sukumaran từ Bali tới đảo Nusakambangan để chuẩn bị xử bắn sau 72 giờ đồng hồ.
Kể từ đầu năm nay, Australia đã tiến hành hơn 20 cuộc gặp với các quan chức Indonesia để xúc tiến việc giải cứu hai công dân trên. Song đến nay, Tổng thống Widodo vẫn không thay đổi lập trường. Đêm qua về Việt Nam, một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã gửi trác hầu tòa đến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong đó yêu cầu bà cung cấp tất cả các bức thư điện tử hay email cá nhân trong thời gian đương nhiệm từ năm 2009 đến năm 2013. Theo giới quan sát, động thái này có thể làm giảm uy tín của cựu Ngoại trưởng Mỹ trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trác hầu tòa được đưa ra trong bối cảnh ủy ban đặc biệt của Hạ viện đang tiến hành điều tra vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya hồi tháng 9 năm 2012, làm đại sứ Mỹ cùng 3 quan chức ngoại giao thiệt mạng. Theo yêu cầu, trong 2 tuần tới, bà Hillary phải giao nộp mọi thông tin trong hòm thư điện tử liên quan đến vụ việc này. Gần đây, hàng loạt tờ báo ở Mỹ đăng thông tin bà Hillary đã dùng tài khoản cá nhân để xử lý việc công trong suốt 4 năm làm ngoại trưởng, thay vì dùng tài khoản email chính thức do chính phủ cấp. Theo tờ Thời báo New York, bà Clinton có thể đã vi phạm luật lưu trữ liên bang vì hành động trên. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được cho là đang chiếm ưu thế trong số các ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Một thông tin khác cũng liên quan đến quan chức ngành ngoại giao Mỹ. Cảnh sát Hàn Quốc chiều nay cho biết, sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng dao lam vào buổi sáng cùng ngày và phải điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của ông Mark Lippert, đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, đã ổn định trở lại. Phát biểu trong cuộc họp báo, bác sĩ Chung Nam Sik thuộc bệnh viện Severance, nơi ông Lippert được điều trị, cho biết vị đại sứ này phải khâu tới 80 mũi bởi vết thương trên mặt rất nghiêm trọng. Trong khi đó, vết thương bên tay trái của ông đã gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh và cần phải điều trị tại bệnh viện trong vòng 3 đến 4 ngày tới. Theo các bác sĩ, ông Lippert sẽ gặp nhiều vấn đề về xúc giác ở bàn tay trái trong vài tháng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công trên và cam kết điều tra kỹ lưỡng cũng như sẽ tăng cường an ninh tại các đại sứ quán. Đối tượng tấn công đại sứ Lippert đã bị bắt giữ và được xác định là Kim Ki-chong, 55 tuổi. Hắn cho biết mình làm như vậy để phản đối các cuộc tập trận hiện nay giữa Mỹ và Hàn Quốc. Gần một năm sau vụ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị mất tích, hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã chia sẻ nỗi đau với gia đình, bạn bè của các nạn nhân trong chuyến bay này. Phát biểu trong một cuộc họp tại Quốc hội Australia, Thủ tướng Abbott nhấn mạnh: đối với thế giới, sự mất tích của MH370 là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không. Còn đối với thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay này, đây thực sự là một cơn ác mộng đau đớn. Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng họ luôn tồn tại trong những ý nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi. Thủ tướng Australia cũng cho biết, dù không thể cam kết công tác tìm kiếm chiếc máy bay trên sẽ tiếp tục được duy trì với cường độ như hiện tại, song Australia sẽ nỗ lực hết mình để giải đáp bí ẩn và đưa ra câu trả lời cho vụ việc. Ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar trong hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Phần lớn các nhà điều tra nghiêng về giả thuyết máy bay đã rơi xuống vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vĩnh Long tối nay đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.